Xin chào quý vị và các bạn. Khánh Linh cay cú khi đang chịu sự chi phối của bà Hằng mà không làm gì được, còn phải ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của bà ta, phải ra tay hãm hại ông Minh, hãm hại từng thành viên trong Trần gia. Vốn là kẻ cao ngạo, ăn miếng trả miếng, cô nàng hiểu chỉ có ông Tài mới có thể giúp cô loại bỏ bà Hằng. Và rồi, Khánh Linh dùng tới hạ sách, trở thành nhân tình của ông Tài, dỉ tai nói rõ bí mật của bà Hằng về sự tồn tại của cô con gái Thu Thảo, về mối huyết hải thâm thù bà Hằng dành cho ông Tài, không quên tác động để ông Tài giúp cô nàng xử lý bà Hằng. Thế nhưng, liệu ý đồ của Khánh Linh có thành công khi bà Hằng lẫn ông Tài vốn là những con cáo già, lại quá hiểu với nhau, bọn chúng sẽ không nương tay với Khánh Linh? Và Thanh Sơn, một khi biết được anh bị cắm sừng, anh có còn ngu muội tin theo mệnh lệnh của Khánh Linh nữa hay không? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Bên ngoài, liên minh giữa Khánh Linh và bà Hằng tỏ ra vô cùng thân thiết khi cùng có mục tiêu là nhằm tới Trần gia, nhằm tới ông Minh. Thế nhưng, bên trong ai cũng có tính toán của riêng mình. Với bà Hằng, bà chỉ xem Khánh Linh là công cụ báo thù. Sớm muộn gì, bà cũng tìm cách thủ tiêu cô nàng. Vì bà cho rằng, chính ông Thắng, bà của Khánh Linh, cũng có công không nhỏ trong bi kịch của gia đình bà. Còn Khánh Linh, bằng mặt nhưng không bằng lòng, chẳng qua là chưa nắm được yếu điểm của bà Hằng nên cô nàng mới nhún nhường, tỏ ra là kẻ hiểu chuyện, đáp ứng yêu cầu của bà Hằng. Sau khi Khánh Linh giúp bà Hằng đầu độc ông Minh, nhưng bà được đằng chân lên đằng đầu, gây sức ép buộc cô nàng phải ra tay với bà Ngọc, với Việt Lâm. Khánh Linh thầm nghĩ, Khánh Linh này là ai, lại để cho bà dắt mũi như vậy mãi được. Rồi trong đầu cô nàng chợt nhớ tới ông Tài. Theo cô tìm hiểu, bên ngoài, ông Tài và bà Hằng tỏ ra là cặp đôi hạnh phúc, có cuộc hôn nhân viên mãn. Ông là người đàn ông của gia đình, còn bà là hậu phương vững chắc. Nhưng thực chất, ông Tài có không ít bóng hồng bên ngoài. Rồi cô nàng tự soi mình trong gương, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của bản thân, rồi phá lên, cười đắc ý. Bà Hằng, tôi sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ. Và kế hoạch của cô nàng chính là mượn dao giết người để ông Tài đối đầu với bà Hằng. Vì chính miệng bà Hằng từng thừa nhận Thu Thảo chính là con gái của bà, chính bà là người đánh tráo thân phận của hai đứa trẻ. Lần trở về này, bà không chỉ có ý định báo thù ông Minh mà còn nhận lại Thu Thảo sống một cuộc đời an nhiên cùng con gái. Khánh Linh hiểu đây sẽ là điểm yếu chí mạng của bà Hằng. Giờ đây, Khánh Linh và ông Tài lấy danh nghĩa là đối tác, thường xuyên gặp nhau. Sau khi thỏa thuận xong việc mua lại ba dự án quan trọng của Đại Dương, Khánh Linh cố tình thả thính. Giờ tôi đã hiểu sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, vừa giỏi giang lại vừa tinh tế. Trước những lời khen có cánh này, ông Tài lòng như mở cờ. Cô Linh đây lại quá khen rồi, cô mới đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng, vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Cứ thế, kẻ tung người hứng, kẻ thả thính, kẻ đớp mồi. Rồi Khánh Linh không quên dùng đôi bàn tay hư hỏng của mình vuốt ve ông Tài. Và đương nhiên, một ông Tài háo sắc, tham lam, mỡ để miệng mèo, sao có thể từ chối? Ông dùng ánh mắt hư hỏng đáp lại sự quyến rũ của Khánh Linh. Và rồi, chuyện gì tới cũng phải tới, cả hai qua đêm với nhau. Sau khi thức dậy trong vòng tay của ông Tài, Khánh Linh cố tình gợi chuyện. Anh có mọi thứ trong tay, địa vị, tiền tài, tại sao lại chung tình với bà vợ vừa già, vừa xấu như bà Hằng? Ông Tài khẽ cười, bà ta chỉ là bình phong thôi, bọn anh đã thỏa thuận với nhau, không quan tâm tới cuộc sống của đối phương. Khánh Linh thắc mắc, vậy anh có hiểu hết về vợ anh hay không? Bà ta có thật sự đáng tin? Ông Tài hoài nghi, em nói vậy là có ý gì? Được ông mở lời, cô nàng tranh thủ mở lòng. Anh đừng để vẻ ngoài phúc hậu của bà ấy lừa dối. Cái chết của ông Minh, chủ tịch tập đoàn Đại Dương, là do vợ anh đứng sau. Ông Tài giật mình. Làm gì có chuyện vô lý đó? Hơn nữa, bà ấy lúc nào cũng ở trong nhà, có rất ít mối quan hệ. Khánh Linh cười mỉa, thú nhận. Chẳng lẽ anh đã quên, bà Hằng từng có một đời chồng, đó là ông Đạt. Ông Đạt là một trong ba người thành lập tập đoàn Đại Dương. Nhưng rồi, ông ấy từng bị kết án 10 năm tù về tội tham nhũng, rút ruột công trình. Chưa kịp thi hành án thì ông ấy gặp tai nạn. Bà Hằng cho rằng tất cả là do ông Minh giở trò. Hơn 20 năm qua,
Bà ấy đã lên kế hoạch để trả thù ông Minh. Nghe tới đây, ông Tài ngộ ra nhiều điều. Ông bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Giờ thì ông đã hiểu tại sao bà Hằng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm tới Trần Gia, quan tâm tới Đại Dương. Nhưng ông Tài vốn là kẻ đa nghi, ông chất vấn. Vậy tại sao em lại biết được? Khánh Linh phân trần. Anh nên nhớ, bà em chính là một trong ba người sáng lập Đại Dương. Em còn là một thành viên trong Trần Gia. Thấy vẻ mặt thất thần của ông Tài, Khánh Linh hiểu, ông ta đã cắn câu. Cô nàng tiếp tục gợi chuyện. Còn chuyện này nữa, trước khi tới với anh, bà Hằng đã có một cô con gái. Ông Tài nhảy dựng lên. Làm gì có chuyện đó? Khi bọn anh gặp lại nhau ở Thái, bà ấy nói bà ấy không nhà không cửa, không người thân thích, làm sao có con gái được. Khánh Linh bồi thêm. Chính miệng bà Hằng nói với em, Thu Thảo, con gái của ông Minh, chính là cốt nhục của bà ấy. Lần trở về này, bà Hằng không chỉ có ý định báo thù mà còn muốn nhận lại con gái. Để chứng minh cho lời nói của mình, Khánh Linh tự tin. Muốn biết những lời em nói có đúng hay không? Chẳng phải anh chỉ cần đi kiểm tra ADN của bà Hằng và Thu Thảo là có câu trả lời hay sao? Nhìn giọng điệu đó của Khánh Linh, ông ta hiểu cô nàng ăn nói có cơ sở. Ông nhẹ nhàng. Được rồi, anh sẽ cho người tìm hiểu kỹ hơn. Thừa thắng xông lên, Khánh Linh thêu dệt. Vì anh không có con gái, anh đã bao giờ nghĩ tới việc lập di chúc, giao lại số gia sản anh có được hay không? Ông khẽ cười. Giờ anh chỉ cần lo tận hưởng cuộc sống này thôi. Chuyện di chúc với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông vuốt ve cô nàng. Nếu em ngoan ngoãn, chiều chuộng anh, rất có thể em sẽ là người thừa hưởng số gia sản đó. Cô nàng bĩu môi. Vậy thì anh phải cảnh giác với vợ anh. Cẩn thận, bà ấy sẽ tìm cách chiếm đoạt hết những gì anh dày công gây dựng để lo cho con gái bà ta. Ông Tài mắt sáng rực. Nếu đây là sự thật thì ông không thể nào tha thứ được cho bà Hằng. Khánh Linh tin rằng với chiêu trò gậy bánh xe này, một khi ông Tài hiểu hết con người của bà Hằng, ông sẽ không tha cho bà ta. Khi không có tiền, có thế, không có ông Tài chống lưng, cô nàng sẽ dễ dàng ra tay với bà Hằng. Có điều, bà Hằng có đơn giản như Khánh Linh nghĩ. Khi bà ta biết được bí mật động trời, Khánh Linh là hung thủ sát hại Uyên Thi, con gái duy nhất của ông Tài. Bà cố tình bật mí để ông Tài biết chuyện, để mượn tay ông Tài thủ tiêu Khánh Linh. Cả hai người phụ nữ đang muốn lợi dụng ông Tài để đạt được ý đồ của mình. Nhưng một khi ông Tài danh ma quỷ kế, biết cả hai đang qua mặt ông, liệu ông có chịu để yên hay ông sẽ phản đòn để khiến cả bà Hằng lẫn Khánh Linh phải trả giá đắt? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.